Xin cảm ơn tiếng hát của anh Leon và tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị đến với một chặp cải lương với chủ đề Đứa con sám hối, một sáng tác của tác giả Tiến Lan. Các vai diễn Tiến Lan, Bá Dưỡng và Ngọc Riêng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.